Why, girl? Annie và Nikki. Hôm nay, trong lớp học, cô giáo đã kể cho Nikki và Annie nghe câu chuyện chú lính chì dũng cảm, làm hai bé rất thích thú. Hai bé cũng rất muốn được tham gia khám phá thế giới đồ chơi. Hai bé cứ mãi mê nói chuyện về chú lính chì mà không thấy bác gấu đến đón từ lúc nào. À, hai đứa nói gì mà chăm chú quá vậy? À, bác gấu, chúng cháu chào bác ạ. Bác ơi, chúng cháu đang thảo luận về câu chuyện chú lính chì dũng cảm đấy bác. Ước gì cháu cũng được trở thành một món đồ chơi nhỉ? Nhất định cháu sẽ giúp chú lính chì lấy được tình yêu của cô nàng vũ công. Cho mà xem. Ôi, tưởng gì? Nào, chúng ta đi thôi. Annie và Nikki mở mắt ra là thấy mình đã trở thành hai cô cậu búp bê đang ở trong phòng của Ariel. Hai bé nhìn quanh, bên trên chiếc bàn đang đứng là 25 anh lính chì trông hoàn toàn giống nhau, trừ một anh chàng chỉ có một chân. Tuy thế, anh lính cục vẫn đứng nghiêm chỉnh trên một đôi chân của mình như các anh kia. Bên cạnh đó có rất nhiều đồ chơi đẹp mắt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tòa lâu đài bằng giấy cạc tông trông rất huy hoàng và tỉ mỉ. Bạn có thể nhìn qua khung cửa sổ bé xíu để thấy một cô bé xinh xắn đang đứng ở cửa tòa lâu đài. Cô bé được cắt bằng giấy bìa, cô mặc một bộ văn mỏng, cô đứng xòe hai tay ra trong một tư thế đang múa ba lê, một chân cô giơ cao lên khúc phía sau. Đến tối, Ariel cắt các anh lính vào hộp đầy lại, cả nhà đi ngủ. Để sót anh lính cục chân, bấy giờ mới là lúc các đồ chơi sống lại và cùng nhau vui đùa. Chúng thăm viếng trò chuyện với nhau. Cả Annie và Nikki cũng rất vui vẻ trò chuyện với chú khủng long đồ chơi. Bỗng, Nikki kéo tay áo chị. Chị nhìn kìa. Nikki giơ tay chỉ cho chị mình hình ảnh của anh lính chì đứng trên một chân đăm đăm nhìn cô nàng một cách say mê. Nikki và Annie nhìn nhau cười rồi cùng chạy đến bên cạnh anh lính chì cục chân. Chào anh, em là Annie, còn đây là em của em. Chào anh, em là Nikki ạ. Chào hai em, anh là chú lính chì thứ 25. Anh đang nhìn gì thế ạ? Anh lính chì lúng túng. Không có gì đâu. Annie cười lớn đẩy vai anh lính chì. Có phải anh đang thích chị bé vũ công kia không ạ? Bọn em có thể giúp anh đấy. Anh lính chì ngạc nhiên. Có thật không? Nhưng anh sợ cô ấy không thích anh. Không sao, chúng ta có thể thử mà. Nói rồi, cả ba tụ tập lại bàn một kế hoạch giúp anh lính chì gặp gỡ nàng vũ công xinh đẹp kia. Phần đầu trong kế hoạch này, đó là gặp gỡ, làm quen. Nikki và Annie đẩy anh lính chì ngại ngùng đến trước mặt cô vũ công. Anh lính chì ngại ngùng. Chào bạn. Ấy vậy mà nàng vũ công coi như không thấy, vẫn cứ mãi mê với điệu nhảy ba lê của mình. Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, báo hiệu nửa đêm. Quốc! Một tiếng động vang lên, một chiếc hộp bật mở ra, lò xo bung lên. Hiện ra một chú quỷ đen nhỏ xíu, vô tình đâm sâm vào Nikki. Hay, vậy là bước 1 thất bại rồi.